Em xin chào cả nhà, cùng toàn thể anh em yêu thích máy cày trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh của em. Lời đầu tiên cho em xin phép chúc tất cả nhà chúng ta cùng anh em máy cày một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều may mắn. Lời chúc của em đi đôi với thực tế để dẫn các bác đi xem những cái gì mà trong kênh của em có, cũng như các bác đang tìm ở dòng xe nào, Belarus hoặc Ford đấy, hoặc là giàn cày, hoặc là mọc, vân 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 vân, cũng như máy múc. Đôi khi có những người yêu thích em, điện em quay, em vẫn quay luôn cho các bác. Hôm nay ở đây cũng được trước rồi, em đến một lần đầu tuần, không, chưa đến một tuần các bác ạ, mới 3 ngày thì rất nhiều người hỏi chiếc Belarus này. Thì hôm nay em lại đây review lại chiếc xe Belarus 825 nha. Cái này không phải em mà biết, cái này là Belarus, lên máy Belarus, quản bao riêng, giấy tờ đầy đủ, giấy tờ đầu, giấy tờ mọc đầy đủ hết cho các bác, giá 135 triệu, bớt 5 triệu, còn 130 triệu cho các bác. Riêng vỏ trước còn mới, vỏ sau mới thay, vỏ sau mới thay 34 triệu các bác ạ. Còn hai vỏ sau hơi bị đẹp đây. Trước hết em đứng một chỗ bởi vì nắng, lúc này là 1 giờ kém ngày thứ ba, hôm nay là ngày 25 26 gì đấy, mùng mười dương lịch, mùng 10 tháng 7 các bác đấy. Thì hôm nay em nhận rất nhiều cuộc điện thoại đang chờ đón em, và em cũng rất nhiệt tình. Lúc này em chưa ăn cơm luôn, em nói thật các bác, chưa ăn cơm. Em cùng với ông chủ nghỉ trưa, ông chủ bắt ông chủ ra luôn test máy, test hai cái xe Hitachi và xe này, ba cái rồi. Thì bây giờ em tiếp tục làm luôn cái xe này, đưa lên cập nhật thông tin ngay cho các bác nóng hổi, để cho các bác không lăn tăn nữa nha. Bây giờ em đi cùng các bác này, bác nào thích đây vào với em, nhấn like cho em một cái. Rồi nhấn like cho em một cái này. Rồi bắt đầu này. Bác nào chưa, các bác nào đang xem mà chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh. Thì hôm nay em lên cái Belarus này, nhưng mà mai mốt các bác theo thì đến khi nó báo một cái, rồi các bác coi là đến cái vấn đề gì, đến cái video nào của các bác coi. Rồi các bác điện thoại cho em 0394 36 198. Rồi xin mời nhé, đi cùng em các bác nhá. Đây, vỏ trước các bác ạ, vỏ trước đấy, vỏ trước nha, la răng trước, la răng trước. Nắng quá, chói quá, em không nhìn thấy các bác ạ. Vậy em mới thấy các bác là nắng cực kỳ nắng luôn đây này, nắng mà lại un khói nữa, đây bầu trời khủng khiếp luôn đây. Lúc này là 1 giờ kém rồi đó đây. Rồi thứ hai là có quả tạ luôn các bác nha, 6 quả tạ, giò gà đang ngon các bác nha, giò gà có trợ lực trở lại các bác nha, có trợ lực trở lại. Giò gà đang còn xin các bác nhá. Đấy, có giò gà riêng cho các bác. Đấy. Rồi, ok. 6 quả tạ đi theo xe, giấy tờ đầy đủ các bác nhá, giấy tờ Tây Ninh nhá. Anh em nào Tây Ninh đón đến chào em nó đi. Nào, Tây Ninh đâu? Nhớ nhấn like và đón chào em nó về. 70LA. Đây. 0026. Giấy tờ Tây Ninh đen ken đầy đủ. Vỏ ngon. Giò gà. Trợ lực tay lái đâu? Có anh hai, có em đây. Trợ lực tay lái. Rồi, đi vào chi tiết. Bốn máy Belarus quản riêng. Ông chủ nói không cần phải nổ máy, hôm nào xuống mua là mê luôn. Đây, MT3. Đây các bạn nhá. Rồi, lốc máy. Đây. Nổ luôn đi. Thôi. Mệt lắm rồi. Thôi, nghỉ đi tí để các bác thông cảm. Không phải nổ cần làm gì hết. Một khi nhìn mặt là bắt được trong quân lòng cứ biết mình lợi với con. Rồi, vỏ mới. Các bác này, vỏ mới này. Rồi, coi cái thân cái này. Cái đùi của em này. Đó, đùi nhá. Đùi đây. Cái này chắc là đùi của Tây Ninh mà. Đấy, xuất xứ từ Tây Ninh. Đây, có ông chủ đang đồng hành được. Ông đang giấc ngủ đó. Ông rất khó chịu, nhưng mà gặp Lê Tuấn đến là vẫn phải cố gắng tiếp em Tuấn. Bởi vì em Tuấn làm đây không phải riêng cho em Tuấn, làm cho tất cả mọi người. Anh em ở xa trên mọi miền Tổ quốc, bất cứ ở tỉnh nào, ở gần, lân cận nha, đến với chủ nhà, hai bên nói chuyện với nhau và bớt chút. Mười mấy tấn thì vô lô chạy bình thường. Đấy, ok. Đấy. Ok nha, đây em cho thông số luôn của cái vỏ to này các bác này. Vỏ 18-430. Rực rỡ tên vàng nha, rực rỡ luôn, khủng bố luôn. Rồi,
em đi vào cái đít sâu cho các bác, bởi vì nói đến đít thì ai cũng thích, nói thẳng các bác vậy, đúng không? Không biết cái gì thôi, không biết là con gì, không biết thì cứ nói đít là sướng. Alo. Ủa, ai đấy nhỉ? À, em mua dàn cày phải không? Em mua dàn cày thì chắc anh điện cho em dàn cày nhà là em muốn mua dàn cày gì nhỉ? À là em mua rồi hả? À Xuân rồi, mua rồi, em mua chở vào chưa? Ờ à, đúng rồi, đúng rồi em, à, anh đến lúc sáng. À, cái lúc đó không biết em với vợ em đang ngủ hay sao mà chả thấy em trả lời. À đang đi cày à? Cày trên giường hay là cày ở dưới luôn? Đây, em ơi, anh em mình không không trực tiếp, chỉ gặp nhau trên đấy nhưng mà em thấy có được không? Ừ, thôi được, nói chỉ như vậy thôi đó em ạ. Nha, cảm ơn em, rất quý mến. Rồi, ok em cứ theo dõi đi rồi nhấn cái đăng ký nha. Anh cứ thường xuyên hết, bây giờ anh ở bên Long Nguyên đang chờ anh em đến mua máy múc. Ờ, à, thì xe ngon, xe múc em, xe múc, nhiều xe múc cơ. Ờ, tức là chưa ăn cơm luôn em, bây giờ là 1 giờ kém mà chưa ăn được. Đây bây giờ đang điện là đang anh đang quay này. Đúng rồi em, đúng rồi. Không, anh ở ngã tư Trần Thành em ạ. À, ngã tư Trần Thành. Thôi rồi, chúc vợ chồng em mạnh khỏe nhá. Rồi, hôm nào mà có cái nào mà đúng vào tầm số của mình thì điện cho anh dẫn đến. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, ok. Đây quý vị, đây là một người em một người em nhờ Lê Tuấn mua một cái dàn chào ba và tự đưa tiền cho Lê Tuấn. Và Lê Tuấn tự coi như là bắt xe cộ và đưa đến nhà. Và bây giờ đã hoàn thành và người ta điện lại cho Lê Tuấn. Đấy là một cái niềm tin ở xa. Đấy. Và đã đợi đến rồi. Hoàn thành. Đấy. Không quan trọng. Các bác nhá. Đấy. Cũng như hôm nay em cũng nhiệt tình. Các bác cũng thấy điện thoại của em. Bất cứ một cái video nào cũng có điện thoại. Nhưng mà thôi thì em cũng không nói, mà em quay lại cái đề tài chính, tức là nhiệm vụ của em là phục vụ các bác. Em bây giờ em cắt cái điện thoại cái, em nói cho các bác biết là đây. Cầu 12 tấn. À cầu 15 tấn, bớt mất 3 số. Hết vào ông chủ tỉnh tài ông đưa trả. Ngắt số luôn cái vị nha, ngắt số. Đấy, tất cả mọi cái rất chỉ là ok của một ông chủ lớn. Mọc, nói chung thì mọc mà kiểu gốc thì chúng ta biết rồi. Đúng không ạ? Đây, vỏ bên này ngon này. Hai vỏ bên kia ngon, một cái này hơi mòn. Nhưng mà lớp bố đang ok. Các bác nhá. Thế thì với một cái giá tiền 135 triệu, bớt 5 triệu đấy các bác ạ. Em nói thật. Thì cũng là một cái giá rất dễ cho các bác. Giấy tờ đầy đủ. Hiện bây giờ, nếu anh nào ở Tây Ninh qua xem video này của em, điện thoại ngay cho em 0394 36 198. Lúc này em nhận về cuộc gọi của về cái xe này thì nó tầm với cỡ khoảng 15 người rồi. Nhưng chưa thực thi bởi có người muốn nhưng mà chưa có tiền. Có người thì hẹn hôm nay hôm kia. Thì cái đó là kệ các bác. Còn em vẫn cứ đưa lên đều đều. Để đưa cho hết đến tận răng các bác. Để các bác thưởng thức. Cũng như các bác nhìn. Còn em vẫn nói với các bác này này. Trong 5 tháng những cái xe này. Thứ hai nữa cái mọc này thì các bác biết rồi. Đây. Các bác có về tu sửa lại. Nó không còn mới. Nếu mới thì giá khác các bác nhá. Đây. Đấy, em có nói này, nó quan xếp đôi bên nhưng mà chẳng phải chắc, vẫn làm tốt. Đấy, quan tốt, chứ không phải là không làm được nữa. Nha, đến khi các bác không thích thì các bác tu sửa thêm. Đó là em nói thật, đây này, đó. Chở cả đá, cả đất, các bác biết rồi, đây. Đấy, các bác này rất thông cảm. Đấy, thì cái giá, trong cái tầm giá đó, nha, là các bác cứ coi như là nghiên cứu cho kỹ. Trước khi chúng ta xuống gặp chủ, thì chúng ta nói với chủ đôi lời, đôi bên bớt, hai cặp vỏ bên này đẹp. Bác nha. Đấy. Đây, thắng lắc kê luôn nha. Đấy các bác. Đây có một cái vỏ này này là nó hơi mòn này, nhưng không sao. Lớp bố còn dày, còn cái vỏ ngoài là mới. Cặp vỏ cái mới luôn các bác nha. Đấy. Rồi em ngồi đây các bác biết sao, nắng quá em ngồi đây tí. Đó. Nhưng không được, em phải đi. Em phải đi review cho xong cái video này cho các bác. Đây. Giấy tờ này. Vâng. Còn đây cho mát đi. Đây đây. Đây cho mát rồi. Dưới này cho mát. Rồi, đây các bác nhá. Đây giấy tờ đây. Đây. Ôi nhiều giấy tờ. Ông chủ này ông nhiều giấy tờ.
Trời, em có vì nguyên bộ của nó nè. Vâng, nguyên bộ đâu? Bảo hiểm rồi nè. Bảo hiểm của nó. Đây. Số đăng kiểm. Số đăng kiểm coi chưa? Coi cái tên này tên gì đây? 8225. Này đâu móc phải không? Lên mọc phải không? Mọc. Ê. Tự trọng là 3 tấn 5 à? Ừ. Rồi. Ba. Đây. Số đúng không? Cao Mỹ Lệ, Tân Bình, thị xã Tây Ninh. Ừ. 70 cà rau 1016 biển số. Đúng rồi, địa chỉ. Không biết mọc cái gì đây. Cái này là Nga. Rồi. Cao Mỹ Lệ luôn. Tân Bình. Cái đó không? Rồi. Phải vẫn số mấy? Mày kêu. Vẫn số mấy? Này là 26. Biển số 70 đây. 70 là 0026. Cái này 16 này, cái này khác này. Cái này khác. Cái mọt khác chứ. Mọt cái nước như trong cái nước. Rồi. Cái này là của xe kia. Xe này là xe kia, rồi. Rồi, ok, coi nha. Cái này xuống mấy? Cái này xuống mấy hả? Cái này là 0016. 16 giờ mới. 16. Giống sâu rồi. Rồi, anh em. Chú mày coi biển số. Đúng rồi, 0016. Không, cái mọt là 16, còn cái đầu là 26. Đúng rồi. Rồi, ok. Mọt riêng. Đây, một bộ cụm đề của nó đây, quý vị. Đây, đó, đầu mọt. Rồi nha. Bây giờ mát quá ngồi đây. Rồi. Thế thôi. Để giấy tờ đầy đủ nhá. Đấy. Rồi. Là cái này của em Belarus này. 825. Rồi. Còn đây khi cất đi. Ừ. Chưa liên quan đến lúc nào chủ đến cần. Người ta báo vậy. Rồi các bác nhá. Thực tế. Rồi đây. Đến cái này. Các bác nhá. Đấy. Thôi. Cực kỳ. Không có gì để nói hết. Chưa. Thôi. Cũng cái này nắng quá rồi. Em xin phép em ngừng tại đây các bác nhá. Rồi, máy móc thì ok, bao nổ hết, có bao dinh. Thôi, em xin dừng video này từ đây. Xin chúc cả nhà một đời chút sức khỏe, một đời chào và nhớ bấm like cho em. Cũng như bác nào chưa đăng ký thì đăng ký kênh để tiếp tục xem video đến phần khúc nào của các bác. Các bác sẽ điện cho em 0394-326-198 và 135 triệu, bớt 5 triệu, còn 130 với em 825 Belarus, máy bao dinh như trong video của em. Rồi, em xin dừng video tại đây. Hẹn các bác video sau. Xin thân ái, chào cả nhà.